ฮะ ngủ gặp mày nữa chết ra coi. Kè kè có thằng nào láo vậy? Mày là thằng nào vậy? À, ê, xuống đây nói chuyện gì? Mày là ai mà sao nhìn mày thấy ghê vậy? Hình như mày không phải con người phải không? Mày biết vậy là đúng rồi đó. À vậy tao biết rồi, mày là con chó phải không? Trời ơi. Chứ mày không phải chó, tao thấy mày có hai cái răng nanh chứ mày còn gì? Tao mà đáng lại lần nữa. À gì? Có răng nanh thì mày là con quỷ rồi. Con quỷ nào đẹp trai vậy ta? Ồ, đúng rồi, mày thiệt là đẹp trai luôn đó. Nhỏ lớn sao mày thấy. Mà đẹp trai trong diện tâm thần á. Ây da. Cao thì cũng mới hiểu rồi, cao họ Trần Tinh Tinh. Cái gì mà Châu Tinh Tinh, cái gì mà Tinh thì ghê quá vậy mày. Hay không à? Hả? Thế chưa mày? Tao cái đằng ra thì để ra khó nói chuyện quá. Nói lại cho mày nghe nha. Tao họ Trần. Họ Trần hả? Không, họ Trần Tên Tinh. Tinh Tinh. Là mày là Trần Tinh chứ gì? Yeah. Ê, ơi, công chuyện mát mẻ quá ha. Quá vậy? Trời cái gì? Mà sao nhìn mặt hồi buồn quá vậy? Trời ơi, tại hồi sáng nè, mày biết không? Tao đi vô trong công viên á, tao tập thể dục. Cái có cái thằng áo đỏ, nó lại lấy cái xe của tao. Tao giết thì không kịp. Bây giờ tao mất xe luôn, bây giờ tao đi kiếm đâu ra, tao buồn quá nè. Trời ơi, luôn á. Ủa, mà Trần Tinh mày làm gì ở đây vậy? Tao biết là Trần Tinh mà. Cho nên là tao phải đi chỗ thằng Thạch Xanh. Kiểu gì? Ủa, mà thằng Thạch Xanh là thằng nào? Sao nó mất dạy vậy? Tao biết đâu, nó cứ ghế nó săn nó bắn đồ rồi à. Trời ơi. Nó cái gì không nghe cái gì hết trơn á. Dễ nghe chưa? Nghe rồi. Ủa, mày nói lại cho tao đi. Mày nói giờ mày làm cái gì? Tao đi trốn thằng Thạch Xanh. Ủa, tại sao mày phải trốn nó? Tại vì cái thằng đó nó rảnh lắm. Nó có chuyện gì làm hết á. Nó vui, chỉ đi săn gái. Ừ. Mà nó buồn nó đi săn tao bằng. Trời ơi, mày mất dạy mày. Mất dạy mày. Tự nhiên rảnh thì đi cô gái. Còn không rảnh thì đi bắt mày. Mất dạy không? Mất dạy. Xanh mất dạy mày. Tức dạy đúng không? Mày cũng mất dạy nó đây. Trời ơi, nhẹ nhàng thôi. Bây giờ mình đang đi theo dõi mà, không phải là đi chơi đâu. Hồi nãy là mình đi chơi mới vậy đúng không? Ừ. Ê, ê, chặn. Tao thấy thằng Thạch Xanh rồi nè. Ừ. Ồ, nó đang tạo tư thế gì lại ta? Chắc nó đang tập thể dục. Ủa, tập thể dục mà sống đây phải cây cung chứ gì? Ừ, rất không, rất người cởi hù quá, trong cung nó hùng hủ. Thì đúng rồi, bây giờ có thêm tao với mày là cây thù của nó nè. Ở chăng sao tao thấy Thạch Xanh này nó giống như nó đi dụ con nít vậy mày? Có thằng ấu dâm. Ồ, mấy thằng ấu dâm là phải quýnh đó. Trời ơi kìa, đó, nó lộ hàng ra luôn kìa. Đúng là ấu dâm mà. Trời ơi, trẻ em mua nó quá là dâm luôn kìa. Ừ, nhưng mà nó có vũ khí sao mình đấu được. Ủa gì chứ không lẽ tao mày ngồi đây đợi nó hoài? Thôi, đi kiếm vũ khí đi. Yeah. Ok, quyết định đi đi. Nhẹ nhẹ thôi chẳng tới nơi, mày đừng có đi nhanh quá. Chẳng tin nói là giờ đi theo tôi nó mất tiêu rồi. Trời ơi, nghĩ sao? Mày đúng là mày thành người rồi, nhưng mà cái thú tính trong người mày vẫn còn. Nghĩ sao giờ này đem đi quýt thằng Thạch Xanh, mày đi bươi rác ăn gì? Mày có hút rào rau không? Tao đang cứu ngược cưới. Vũ khí nằm ở trong thùng rác. Ừ. Mày rồi. Trời ơi. Cái hợp lý. Ôi, cái này giống như là tuyệt kỹ chở lông gà vậy đó. Ờ, vậy lấy cái này xài đi. Hay ơi. Hay ơi. Ủa, sao nó sửa rồi? Đúng là con trai của ta. Thạch Sơn, tao tới đây. Ui, tao vậy đi đâu vậy? Từ từ để nói chuyện. Từ từ. Đừng có lại nha. Mày muốn chạy phải không? Tao cho mày chạy đã luôn, mày cứ chạy đi. Tao nói mà, 5 phút tôi chạy lắm. Đúng rồi, mình đợi nó chạy cho nó mệt đi rồi xong rồi mình bắt nó. Ôi, phải. Ủa, nãy giờ sao mày chạy, mày cứ đứng đây hoài vậy Thạch Sơn? Ủa, chạy chạy bộ mày. Trời ơi, tao mày chạy bộ vậy mày. Ủa, khùng không? Chạy lên tao khùng mà. Tập trung nha, chuẩn bị quýnh lộn nha, không có giỡn nha. Gì? Không lẽ ban mình cứ đứng ưu thế gì hoài sao? Chứ sao? Vậy chứ mày có ý kiến gì không? Mày phải phân thắng bại đi chứ. Đúng vậy. Ờ, ấy chưa rồi, tao còn phải về, tao ăn cơm với tao đi học nữa. Đúng, bây giờ tao có một trò chơi. Trời cái gì? Đó là cuộc thi bắn cung. Wow. Chẳng tới mày có chịu không?
bắn của cốp rồi bắn tao là được. À, ok, bây giờ thằng nào bắn cung chiến thắng sẽ dẫn lấy thằng kia đi ăn kem, thằng nào thua thì sẽ trả tiền, hiểu không? Ok. Ngon luôn. Bắt đầu cuộc thi. Bây giờ Cần Tinh sẽ cho bắt trước. Ok. Đưa rồi cho Cần Tinh đi. Trời ơi. Ủa, cái cung này đúng là xịn sò nha. Của thạch thanh rồi. À, thạch xanh. Ủa, nhưng mà cái cung này cho tao hỏi tiểu sử coi, mày kiếm nó đâu ra vậy? Trời ơi, nó mua ngoài cổng trường nhà tao á, 10.000 cây à. Cái gì? Cái cung này có 10.000 hả? Ừ, cho bán sỉ. Sao? Hồi sáng tao mua mới 42.000 á mày. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đây, bây giờ tôi sẽ đặt mục tiêu ở đây là chai ô long. Nếu như anh Trần Tinh mà bắn rớt cái ô long này thì anh ấy sẽ chiến thắng. Bây giờ anh ấy bắn đi. Bắn bà, bắn đi. Trời. Ủa, cái gì vậy? Đồ giỡn. Trời, mua 10.000 á. Lần sau mày đừng có mua cái 10.000 nha, mày mua cái 100.000 giùm tao một cái. Bắn hả? Ủa, sao mày bắn lên trên trời vậy? Gió đẩy lên. Tao kêu mày bắn cái chai chứ phải bắn chim đâu mà mày bắn lên trên trời. Thằng này. Ác vậy. Thí sinh tiếp theo đó chính là anh Thạch Xanh. Thạch Xanh, anh đã có chuẩn bị gì cho cuộc thi ngày hôm nay chưa? Có. Là cái gì? Nguyên vẹn cung hả? Để thử coi cái cung này nó có chất lượng không nha. À, cái cung rất là có chất lượng luôn. Kim là nó chín liền à. Bắn đi. Trời ơi, chưa bắn mà anh dục đồ nghề hết trơn rồi. Wow, đúng là vận động viên chuyên nghiệp mà, bắn là phải vô tư thế như vậy mới bắn được. Đó, đó mình dương cung nè anh em. Đó. Dương cung xong làm cái gì? Khởi động xíu nè. Trời ơi. Lấy cái đó, thôi, anh này trước khi bắn phải khởi động nữa. Rồi, bắt đi. À, nóng quá mà. Ê, bậy Thạch Xanh, mày ăn chay mà sao bụng mày bự quá vậy? Trời, trong rừng có đồ chay đâu ba, trong rừng thằng khú không à. Thôi bắn đi, ồ vào quá. Khoan nè, thằng này chuyên nghiệp. Bắn đi. Chay. Trời, cái chay ở đây, mà cây cung ở đây. Thua. Tào lao không à? Cuộc thi cái gì đâu mà toàn là chơi ăn gian rồi bắn lên trên trời rồi bắn tầm bậy tầm bạ không à? Bây giờ bắn lại đi, Trần Tinh bây giờ mày bắn đi. Ờ hứ. Gắn cái răng lẹ đi rồi bắn. Được chưa? Được không chứ đó? Cái răng gì nó chảy nước ghê vậy? Tại vì nó dơ đó. Lấy cái tên đi. Rồi vô đi. Trần Tinh này mới mốt mà nó đầu thai nó làm hông hống thiên khủy cho coi. Bây giờ tôi sẽ đặt cái trao lông đây. Đó. Bây giờ anh Trần Tinh bắn nè. Vô. Vô anh Tinh đây. Hùng hùng. Trâu Tinh chì rồi. Nhắm cho kỹ nha. Ê, coi anh bắn nữa rồi. Trời ơi. Ủa, sao còn có cái răng vậy? Hay quá. Chẳng ghê ta. Còn anh thấy nó dơ quá. Ê, tiếp theo sẽ tới anh Thạch Xanh. Ủa, anh Thạch Xanh nó mất tiêu rồi. Trời ơi, thế nó đang kéo quần qua. Trời, tập trung đi. Ủa, anh Thạch Xanh bắn lúc đầu phải có tư thế đàng hoàng hết trơn. Cung đao, cung đao. Ủa, sao tên nó vậy? Không người gì vậy? Đó, tổ ti. Bắn à, bắn lên cái tư thế không? Trời ơi, ghê à. Con quá xinh. Quá trời hay luôn. Đó. Bây giờ sẽ tới lượt Spider-Man nha anh em. Đó. Bị ngắm. Nani? Hoài. Bắn bao của tôi luôn mà cái chai nó mới còn đây nữa. Đúng rồi, thôi vẫn ăn kem bạn ơi. Ủa vậy là bây giờ cái chai này nó chia đổ, có nghĩa là không có phải thua đúng không? Đúng rồi. Ủa Spider-Man, mày chở tao đi đâu vậy? Thì hồi nãy tao thua cuộc thi bắn cung, bây giờ tao dẫn tụi bay vô đây đi mua kem ăn nè. Ngon liền. Trời ơi, chỗ này bắt kem ngon lắm cho mày. Ờ, bây giờ vô đây ăn kem chơi. Chơi xong rồi, bây giờ đi vô đây ăn kem. Dạ, chị vừa vợ xin chào. Nani? Lựa kem đi mày, trong đây quá trời kem luôn nè. Ôi, kem. Trời ơi, trời ơi. Ủa, sao cái hũ kem này nó mở ra sẵn rồi? Ủa, hình lộn. Hai hũ.
Cái kem này nhỏ lắm. Ủa kem nó kem gì lạ vậy? Kem dừa. Ai do gớp gì lấy ăn thử đi đó. Ủa có hình cái kem con cá đó kìa. Ê mà đây giảm giá anh 17.000 hai cây mà ngon. Ủa vậy hả? Vậy lấy hai cây đi. Chẳng thân mày ăn kem gì vậy? Ăn cơm. Đưa ra hai cơm lắp cho. Trời ơi mày nói chuyện tao mệt quá. Ủa có kem dừa không? Tôi thì tôi thích ăn kem dừa. Ở đâu kem dừa hả? Đâu đâu kem dừa? À bên này là khoai tây chiên hả? Dừa hả? Nè dừa mong nè dừa nè. Hay quá vậy. Vậy tôi sẽ ăn kem dừa. Nha. Trời qua tính tiền. Vô tính tiền. Ba cái kem đi. Anh có thấy anh em không? Dạ không. Nay mình tạo được không chị? Dạ anh tại áp không dám hai năm. Em chỉ có thẻ siêu nhân biến hình thôi. Trời. Ê, anh tin mày có ăn kẹo mút không? Cái miệng này nó hút không có gãy hai cái răng cửa luôn. Quá chị là mua ba trả một hai. Giờ anh lấy giá em nha. Giờ lấy thêm cây nữa hả? Đúng rồi. Ê chặn lấy đi. Ủa chặn đâu rồi? Chặn đi lấy rồi 59 trả tiền. Ủa sao đang lấy tiền mày đi đâu vậy? Đi lấy cây em chỉ cứu. Hả? Sao mày nghe lời chỉ quá vậy? Không thấy đường đem này vô không thấy đường. Đầu núi quá. Được. Đâu đâu răng. Này là gì vậy? Cái gì giống cận thị vậy ông nội? Dạ cảm ơn chị. Dạ bye bye chị. Ủa mày ăn ở đâu? Ăn trên lầu. Lên lầu đi. Nhiều chuyện. Đừng nghe. Trời ơi mong người nhện. Không thấy được. Trời ơi đi cẩn thận xíu đi. Trời ơi lần đầu tiên tôi vô GS25 anh em. Đây không gian rất là đẹp luôn. Yeah. Được rồi bây giờ ăn kem mà mày đeo cái răng sao mày ăn. Trở ra đi. Ủa ngồi đây hợp lý lắm nè. Nói giờ ngồi kem dừa nghe. Đó. Thấy được không? Tôi không thấy được nhưng mà tôi có cảm giác được nên tôi ăn được. Cái gì vậy? Dừa mà nó có thơm mùi dưa rang nữa. Ô ngộ nhá. Mấy sân cái mạng đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi lúc nghe luôn. Không có đâu cái này khỏi kẹn á. Trời ơi. Ê thằng mạng đi trời. Hay hay hay. Cái này da vua luôn. Tự nhiên đi ăn kem đi ăn da vua. Công nhận kem ngon quá ha. Anh ơi em mua ngon rồi. Này đông đá hả? Này đông đá rồi sao nút? Vậy thôi mày đem về nhà mày cất đi để dành lát tối nó tan rồi mày ăn. Giờ hai đêm mày đang ở chặt. Ý còn cái nè. Ủa? Ý ăn đi. Thôi xin phép anh em cho tôi cởi cái mặt nạ. Úi quá. Công nhận kèm ở đây ăn ngon quá ha mà nhân mà chanh. Cái gì mình về chơi còn bài nữa sắp thi rồi. À ừ thôi vậy tôi cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha. Nếu anh em thấy hay hãy cho tôi một like và một share. Anh em muốn team làm gì người vợ nữa thì cứ comment bên dưới tôi sẽ làm theo. Còn bây giờ thì bye bye.